Vâng, lần đầu tiên được cho em lúc đó xin được gửi lời chào đến toàn thể các bác nhé. Trước mặt các bác đây, em vừa phối ghép xong thử một bộ dàn Kulum. Đấy, để cho anh em nghe và anh em cảm nhận là Kulum nó sẽ khác biệt với loa phun như thế nào nhé. Thì em đang ghép đây là hai đôi tay Kulum của B3, là một bộ đấy. Một bộ nó sẽ là hai đôi, là bốn cái. Em kết hợp cùng với lại gì ạ, một cặp sub 50 của BTSer. Đấy, các bác có thể ghép sub nhỏ hơn, tùy. Em đang ghép tạm đây, sub Ken Kulum em ở chưa vệ sinh ở đâu các bác nhé. Em đang ghép thử ở đây thì Kulum thì nó sẽ đi cùng với đẩy rồi. Đẩy có nói là đẩy cùng với bộ luôn. Đấy, 4 kênh. Đánh là 4 tay Kulum này theo bộ của nó luôn. Và em đang giúp mà dùng một con đẩy là 800 đánh tạm một cái cặp sub 50 này. Đấy, đang dùng một con vang K2000 là một bộ mic KV12 bác nhá. Các bác nhiều người sẽ hơi thắc mắc bảo là không biết là cái Kulum nó nhỏ như thế này á thì có chơi được, nó có mạnh hay không và nó có xứng hay không. Thì xin thưa các bác là cái Kulum á và loa phun nó là hai cái kiểu chơi khác nhau. Và các bác cùng thấy này, Kulum nó rất là mạnh các bác ạ. Kulum chơi rất là sướng. Và các bác cùng nghe em sẽ test thử các bác này. Các bác biết là Kulum B3 này á, nó là mã DQ 4.4, là bát nó sẽ là bát 4 inch. Nó sẽ có 4 bát 4 inch toàn giải bác nhá. Đây. Nó sẽ có bát 4 cái bát 4 inch toàn giải và nó không có tép đâu, bởi vì cái bát là bát toàn giải rồi. Toàn giải là nó sẽ có tất cả rồi, không cần tép ở đâu bác nhá. Đấy. Và các bác cùng nghe này, em sẽ test thử bác nghe này, nghe đã cực kỳ luôn. Đánh loại này đánh phê luôn. Đánh rất là phê và hát karaoke hay lắm, từ chiều tới hát khang là cổ bác ạ. Giờ đây em hát từ ngồi cài rồi, ngồi chơi rồi, hát rồi. Các bác cùng nghe em cho bác nghe thử loại này, các bác nghe cực kỳ đã luôn. Các bác nghe,
Nghe rất là sướng, nghe rất là sướng các bác nha. Đây, các bác nghe tiếng mic luôn này. Cho bác nghe thử tiếng mic này. Lịch 1, 2. Tiếng mic nghe bay cực kỳ luôn, nó tuần giải này. Đây là do là em còn để ngoài không gian rộng á, cho nên là mà em hát yếu cho nên em còn để em phách hơi nhiều bác nhé, độ vang hơi lớn. Các bác có vẻ có thể tùy giảm, nói chung là các bác cài nào thì theo nhu cầu em sẽ cài nhiều cấu hình. Nhưng mà đây em hát theo kiểu của em. Đấy, em còn để độ vang nhiều vì ngoài trời. Hát thử các bác một đoạn nhé. Thử bài thử đây. Hát chơi chơi xem là dốt cho ta trăm nghìn chút rượu đông, đừng một lời nào mãi mỉm cho nhau. Đưa ta vào cơn lớn cho ngàn năm, cho mang đến tột đỉnh. Này uống đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đời. Rót nữa đi em rót đầy ly cả, say rượu ta, say rượu ta như từ thuở ban đầu. Em cứ em nói đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say, bởi ta say nên thật tự cũng liều. Vang dậy sông sông. Các bạn hát còn hai lời thôi. Hết cả giọng rồi. Bắt chiều bây giờ. Anh Linh. Cái này rất là nhẹ bác ạ, rất là dễ hát. Hết thật rồi sao? Thôi ta xin tự tạ. Rồi cùng đến giờ ra. Này ôm đi em một giọt sầu ly biệt. Cho ta về. Ok. Cái hát này bác nha, mở giọng mất rồi. Do là hát từ chiều đến giờ, ngồi cài xong rồi cứ ngồi vui vui là ngồi hát từ chiều đến giờ là đến bây giờ là đương nhiên là than tít cái cổ luôn. Đấy, các bác thấy em nói chuyện hiện tại bây giờ than tít rồi. Loại này mới nhập sàn nghĩa là phê các bác ạ. Mới nhập sàn nó nghe CV kỳ kỳ luôn. Các bác chơi đây thấy không? Loại nhạc em mới nhạc remix đây. Nhạc YouTube thôi chứ không phải là nhạc gọi là nhạc cao cấp, nhạc nén gì cả đâu. Nhạc rất bình thường mà các bác nghe đánh phê lắm. Loại đánh căng rất đá. Một số bác thì cứ sợ bảo là Columb thì bình thường mình chơi loa 30 40 nó to đùng mà nó có hát không to được, Columb nó nhỏ xíu này thì nó như thế nào? Thì các bác hiểu là Columb này nó sẽ làm việc nó khác. Đấy, Columb các bác chơi nó sẽ khác. Đánh nó rất là đã, rất là phê. Đấy, mà tiếng nó rất là hay. Đặc biệt là loại này là bác nào mà nhà không gian nhỏ mà muốn mạnh ấy, thì chơi Columb là cực kỳ hợp lý luôn. Các bác có thể chơi cặp sức bé hơn cũng được. Bé hơn cho nó gọn. Hoặc là nếu mà muốn chơi 50 thì chơi 50. Còn không thì chúng ta chơi 40 thôi. 40 thì hiện tại em cũng có luôn. Sức mới của DE. Thì các bác ghép một cặp sức 40 DE thì để rất là đẹp. Đấy, anh em có thể chơi một cặp sức màu trắng. Nếu mà thích màu trắng thì anh em được màu trắng luôn. Còn nếu mà không thì anh em chơi hẳn lấy chuyển sang màu đen cho nó cùng màu bác nhé. Đấy, thì những anh em mà đang thích những bộ Columb như này liên hệ với em Xuân. Em Xuân đã lên cấu hình cho các bác. Thì các bác hãy nhớ đồng em là không tính phôi ghép sub gì nhá. Đây, em sẽ bán các bác đây. Đây là hai cặp Columb. Đấy, hai cặp tay này là được một bộ dàn lớn rồi này. Hai cặp tay này với lại một con đẩy 4 kênh theo bộ là 19 triệu đồng. Về các bác có thể phôi ghép thêm vang, mic
đẩy sấp các bác tì. Các bác muốn ghép như thế nào thì báo em sẽ lên một cấu hình riêng cho bác. Bởi vì mỗi một người nó sẽ phối ghép khác nhau chứ không phải ai khác giống nhau cả. Cho nên là không báo giá bộ như thế này được. Có những bác sẽ ghép sấp nhỏ hơn thì em sẽ báo giá kiểu nhỏ hơn. Hoặc là các bác dùng và mic bãi, vang bãi thì em sẽ báo rẻ hơn. Còn hiện tại em đang dùng thử đây là dùng vang mới, mic mới thì nó mắc hơn các bác nha. Ok, xin chào các bác và xin hẹn gặp lại nha.